Xin chào các bạn, hôm nay blog trị bệnh sẽ giới thiệu tới các bạn loại trà thảo mộc giảm cân Hera Plus. Hiện nay loại trà thảo mộc giảm cân Hera Plus đang được nhiều chị em phụ nữ quan tâm vì được quảng cáo rằng có tác dụng giảm cân hiệu quả mà không gây ra tác dụng phụ. An toàn tuyệt đối với người sử dụng, thực sự loại sản phẩm giảm cân này có tốt không? Hãy cùng blog trị bệnh đánh giá qua bài viết sau, trà thảo mộc giảm cân Hera Plus có xuất xứ từ đâu? Sản phẩm trà thảo mộc giảm cân Hera Plus là một sản phẩm thực phẩm hỗ trợ giảm cân của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Healthy Vina. Sản phẩm này được trực tiếp nghiên cứu và sản xuất tại Việt Nam, được quảng cáo với các thành phần 100% đến từ thiên nhiên. Không chất phụ gia, chất bảo quản trong quá trình sản xuất giúp người sử dụng giảm cân nhanh chóng và giữ vóc dáng hiệu quả. Đem lại cho người dùng vóc dáng thon gọn, săn chắc như mơ ước, sản phẩm này đã được kiểm nghiệm về chất lượng và an toàn của Bộ Y tế và được cấp phép lưu hành trên thị trường. Trà thảo mộc giảm cân Hera Plus có những thành phần gì, được quảng cáo là một sản phẩm giảm cân được bào chế từ 100% thảo mộc từ thiên nhiên. An toàn và lành tính với người dùng, những tác dụng giảm béo của sản phẩm đến từ những thành phần sau. Chè vàng là bài thuốc được sử dụng nhiều trong các bài thuốc lợi sữa tiêu mỡ bụng, mỡ máu. Hỗ trợ giảm mỡ trong gan và điều trị các bệnh về tim mạch. Lá sen, thảo dược này có công hiệu rất tốt trong việc giảm béo, giảm mỡ máu và nồng độ cholesterol hiệu quả. Ngoài ra thì trong lá sen còn có nhiều các hoạt chất có tác dụng lợi thủy, tiêu mỡ, thanh lọc cơ thể hiệu quả. Tinh nghệ, nghệ từ lâu được biết đến là sản phẩm giúp làm đẹp da, giải độc gan và giải độc cơ thể. Ngoài ra nó cũng giúp giảm béo và hỗ trợ điều trị các bệnh tiểu đường hay tim mạch. Tiểu nhân sâm có tác dụng tạo năng lượng cho cơ thể, giảm cholesterol, giảm tình trạng béo phì thừa cân ở cơ thể, và còn giúp giảm stress, tăng cường tinh thần con người. Linh chi, thảo dược quý giúp cải thiện hệ tiêu hóa, giúp bài tiết các loại độc tố và chất béo thừa trong cơ thể ra ngoài. Sơn trà có tác dụng trị đầy bụng, giảm mỡ máu và tăng lưu thông máu trong cơ thể. Tinh dầu bưởi giúp làm đẹp da, tóc và có tác dụng chống béo phì và các bệnh như mỡ máu hay gan nhiễm mỡ. Chân bì, dược liệu này có tác dụng chữa đầy bụng, khó tiêu hay rối loạn hệ tiêu hóa và giúp giảm cân hiệu quả. Trà thảo mộc giảm cân Hera Plus có tốt không? Khi được sử dụng một cách hợp lý, phù hợp với cơ địa người sử dụng thì sản phẩm trà thảo mộc giảm cân Hera Plus sẽ mang lại những công dụng. Trà thảo mộc giảm cân Hera Plus giúp khách hàng kiểm soát cân nặng hiệu quả, giúp giảm lượng mỡ thừa có trong cơ thể. Sử dụng sản phẩm này còn giúp săn chắc vùng cơ hiệu quả, giúp giảm mỡ hiệu quả ở những vùng hay tích mỡ trong cơ thể như vùng bụng, đùi, bắp tay, đốt cháy lượng mỡ thừa trong cơ thể, giúp giảm tích mỡ và đào thải lượng mỡ trắng một cách nhanh chóng. Ngoài tác dụng giảm béo ra thì trà thảo mộc giảm cân Hera Plus còn giúp người dùng thanh lọc cơ thể một cách hiệu quả, thải độc gan và hỗ trợ điều trị hiệu quả các bệnh về tim mạch, mỡ máu hay áp huyết cao do béo phì gây ra. Trà thảo mộc giảm cân Hera Plus giúp khách hàng kiểm soát cân nặng hiệu quả. Cách sử dụng trà thảo mộc giảm cân Hera Plus hiệu quả. Để đem lại hiệu quả tốt nhất cho cơ thể khi sử dụng sản phẩm này, bạn cần làm theo hướng dẫn sau. Trong 2 ngày đầu, sử dụng 1/2 gói trà sau khi ăn khoảng 15 phút. Sau 2 ngày đầu thì những ngày tiếp theo sử dụng một gói một ngày và sử dụng vào trước bữa ăn sáng khoảng 30 phút. Bạn chỉ nên cho khoảng 10ml nước nóng để làm tan trà khi sử dụng. Chống chỉ định của sản phẩm. Sản phẩm trà thảo mộc giảm cân Hera Plus không được sử dụng cho những đối tượng sau: những người mắc bệnh tim, tâm thần hay bị suy gan, suy thận, đái tháo đường, trẻ em dưới 6 tuổi và người trên 60 tuổi, phụ nữ đang mang thai và đang trong thời kỳ cho con bú, người đang trong quá trình điều trị bệnh bướu, bệnh ung thư. Sản phẩm không được sử dụng với trẻ em dưới 6 tuổi và người trên 60 tuổi. Review trà thảo mộc giảm cân Hera Plus từ khách hàng. Trà thảo mộc giảm cân Hera Plus có tốt không? Có thể nói rằng nếu theo những lời quảng cáo của nhà sản xuất thì không thể biết được chính xác được công dụng của nó ra sao. Chỉ có những nhận xét chân thực của khách hàng mới là bằng chứng rõ nhất về chất lượng sản phẩm. Sau đây là những đánh giá của khách hàng về sản phẩm trên diễn đàn web Chatter. Đánh giá của khách hàng về sản phẩm trà giảm cân Hera Plus giá bao nhiêu, mua ở đâu? Hiện nay sản phẩm trà thảo mộc giảm cân Hera Plus đang được bày bán rất nhiều trên các sàn thương mại bán hàng online, các đại lý phân phối, nhà thuốc và các cửa hàng bán đồ giảm cân trên cả nước. Trên trang chính thức của sản phẩm thì giá cả của trà thảo mộc giảm cân Hera Plus đang là 500.000 hộp dùng trong 15 ngày và 950.000 đồng Việt Nam hộp dùng trong 30 ngày. Có những đơn vị bán hàng khác với những giá khác nhau nhưng không chênh lệch nhiều. Lưu ý khi mua hàng trên các trang mạng online, bạn cần cẩn thận để tránh mua phải hàng kém chất lượng và được bảo đảm về giá. Bài viết trên đây của blog trị bệnh đã trả lời cho các bạn về sản phẩm trà thảo mộc giảm cân Hera Plus. Hy vọng qua bài viết trên thì bạn đã có thêm kiến thức về sản phẩm này và có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm giảm cân như ý muốn. Blog trị bệnh chúc các bạn luôn khỏe mạnh để không phải sử dụng đến thuốc. Vui lòng đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.